Chào các bạn, mình là Super Show Anh Tuấn. Trước mặt các bạn là chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP2, là chiếc xe chiến đấu bộ binh rất thông dụng của quân đội nhân dân Việt Nam. Chiếc xe thiết giáp này là đã xuất hiện rất nhiều phim ảnh rồi, trong các video về quân đội. Đây là những cái thông số của chiếc xe chiến đấu bộ binh này các bạn này. Nó có thể chở theo 7 bộ binh với kíp xe là 3 người. Khối lượng chiến đấu là 14,3 tấn. Kích thước nha các bạn. Chiều dài là 6,735m, chiều rộng là 3,15m, chiều cao là 2,45m, khoảng sáng gầm là 0,42m. Cái quan trọng nhất ấy là nó có khả năng vận tốc lớn nhất là 65 km/h là khi đi trên đường, còn vận tốc lớn nhất khi bơi là 7 km/h, và nó có dự trữ hành trình là 550 đến 600 km, có thể vượt vách đứng 0,7m các bạn ạ, vượt hào rộng 2,5m. Tốc độ bắn của cái xe này khi bắn chậm ấy là 200 đến 300 phát trên phút, còn tốc độ bắn nhanh là 550 phát trên phút. Nó có hệ thống ổn định này, súng máy PKT 7,62mm này, và pháo cơ số đạn là tới 2.000 viên. Loại đạn pháo, đạn xuyên vượt tốc, đạn nổ phá, đạn xuyên, bắn được rất nhiều loại đạn. Có tên lửa chống tăng nữa, 4 viên. Đây, chúng ta ngắm cái xe này nha các bạn. Đây, bọc thép. Cái bên này là đèn hồng ngoại. Đèn hồng ngoại ạ. Bên kia mới là đèn chiếu sáng ấy. Dạ vâng ạ. Cái này nó không phát sáng đâu. Đèn hồng ngoại là dùng để làm gì anh? Mà đi đêm. Đêm mới chiếu kia. Cháu ơi, cái này Liên Xô sản xuất này là tao sản xuất của Liên Xô ba. Thằng sắp có. Thằng không có gì à? Có trong nhà ba. Hệ thống bánh xích các bạn này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái bánh. Đây là tháp pháo các bạn nhé. Đó, pháo đấy. Đây này, trên này là có những cái đèn chiếu các bạn này. Lúc nãy mình hỏi anh bộ đội thì anh nói là đây là những cái ống phóng đạn khói. Hệ thống thông tin có một cái anten rất cao. Các bạn có thắc mắc là tại sao những cái xe thiết giáp của quân đội ấy là hay có những cái cây gỗ như này không? Là thường thường ấy là mỗi chiếc xe thiết giáp của chiếc xe chiến đấu bộ binh ấy là có những cây gỗ như này là để chống lầy. Ví dụ như là một xe là có một cây thì 10 xe là sẽ có 10 cây. Là để giúp cho những cái chiếc xe này là đôi lúc là gặp lầy ấy. Còn đây là cái cửa sau của xe chiến đấu bộ binh. Xe 3 người và bộ binh 7 người là 10 người. Ở trên này mình lại không thấy thùng máy. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhớ cho mình like, comment và chia sẻ nhé. Xin cảm ơn các bạn.